Chị ơi, có chuyện rồi. Cái lô hàng hồi tháng trước mình nhập về giờ bị mất ba kiện hàng lớn rồi chị. Cái gì cơ? Cô cậu làm quản kho cái kiểu gì vậy? Bây giờ dám để hàng mất nè, chuẩn bị mà đền bù thiệt hại đi. Sao rồi chị? Camera bị phá hỏng, khóa cửa sau cũng bị phá. Chắc chắn là có kẻ gian đột nhập lấy cắp. Lấy cắp? Ngoài hai người này ra còn ai vô đây nữa? Chị nói chị cho đàng hoàng nha. Ăn bậy gì nó bậy á. Cái gì nữa? Chị nè, thất nghiệp cả năm trời rồi, nhờ quen biết mà được vô trong này. Còn anh nữa, có tiền án tiền sự, nhờ chị Mai giúp đỡ mới được vô trong đây làm. Chứ như là tôi, ai dám thuê anh? Kìa Linh, em chưa biết rõ đầu đuôi, em đừng nói bừa. Trời ơi chị, bây giờ mất hàng rồi, lấy đâu mà gửi cho khách hàng đây? Rồi uy tín nữa, tiền bạc của mình nữa chị. Bây giờ bộ phận an ninh đang kiểm tra các camera khác. Em và Ngọc cứ vào làm việc trước đi. Còn Thạnh, em đi theo chị vào phòng nhé. Dạ. Thằng Thạnh chú mày hết á. Nguy hiểm là nơi an toàn. Thì ra là anh lấy cắp hàng của công ty. Tôi ăn cắp gì? Đừng có vu khống nha. Sao anh tới trễ quá vậy? Làm em sốt ruột muốn chết. Trời tự em, mấy thùng hàng này giấu đâu có dễ đâu. Anh mới lo vòng ngoài xong, bây giờ chờ tới giờ đây. Alo, cho xe tải vô đi. À, mà thôi, để tôi ra dẫn mọi người vô. Hả? Tới nước này mà tôi còn sợ ở tù gì nữa. Yên tâm đi, xong vụ này em với anh sẽ bỏ trốn qua Cam về tháng. À mà anh em... À, alo. Cái gì trời, tự nhiên tắt máy vậy? Rất tiếc, không nhận được một bạn này. Đúng là cô rồi. Lượng hàng lớn như vậy làm sao mà qua mặt được bảo vệ. Vậy nên là chỉ có thể phải vòng vòng quanh công ty thôi. Nè khoan đã, không phải chị nói với em á là chị nghe Thạnh sao? Chị ơi, coi chừng Thạnh với Linh gài bẫy em đó. Em có biết gì hết trơn á. Chị, coi chừng chị nhìn nhầm người đó. Tôi là tôi ghi âm quay phim hết rồi nhé. Mắt nhìn người của chị không có vấn đề đâu em. Nhưng chị chắc chắn người có vấn đề là em. Thôi, chị cũng không muốn nói nhiều nữa. Hai em đưa bạn ra công an phường giúp chị.